đừng bí bầu đây, bầu đây. Đừng, xin chào. Đừng, đừng. Không phải run, không phải xoắn. Mệnh giá 10.000 đồng. Bao lì xì của chị Thảo Vân. Chết rồi, chết một tí rồi. Đề nghị chị đưa câu hỏi đây để ban tổ chức. Rất là hay, ôi trời ơi. Rất là hay, nhưng mà hôm nay là có một câu hỏi. Không có gì cả. Câu hỏi của chị Quý Đạt là: bạn hãy nhảy một điệu cha cha cha. Đấy không phải liệu cha 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 cha. Cha gì đằng đây nó vừa là cha. Không đúng. Cha 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 cha. Tiếp theo tiếp theo nhà Thảo Vân công lý thì mời đến gia đình nhà Toản và Xuyến Mơ Mộng. Hai người giơ tay nhau lên hả? Lên hái đây. Toản và Xuyến Mơ Mộng lên hái hoa. Đừng, đừng. Con quặng nó phím ấy. Thì cái này á. Đừng mà không hút nhau nữa tao phải quặng. Quặng nó phím ấy. Vâng, vâng. Anh Toản vừa mới mở bao lì xì là có 10.000 đồng. Năm nay nghèo quá. Toàn một chọc. Toàn một chọc thôi. 80.100. Anh Toản chị Xuyến vừa bốc được câu hỏi là cùng cái này thôi. Ôi dồi ơi, thật đúng ý mày. Sở trường của Toản. Sở trường của Toản và Xuyến chuẩn bị đi. Đến đây. Câu hỏi như sau, câu hỏi như sau. Đề nghị mọi người chú ý. Câu hỏi hay lắm. Hai bạn hãy nhảy một điệu nhạc sàn cùng nhau. Thu ơi. Nhảy đôi đấy. Thu. Thu. Rồi. Rồi rồi. Hẳn là được Mơ Mộng nhá. Ngon quá, ngon quá. Sau vợ chồng nhà Xuyến Toản rồi là đến tôi. Thì nguy hiểm đấy. Hai tay hai súng luôn. Nhảy rồi. Cho nó ăn chay một hôm. Đừng bảo bí bầu mà khổ cái đời em nhá. Sở thích của nó mà. Ôi, câu hỏi này của anh Thắng là xã đông nhất là xã nào? Tôi xin trả lời xã đông nhất là xã hội. Mỗi trò thôi. Bây giờ đến các cháu đi. Hay được rồi, giỏi quá. Xã hội, xã đông nhất. Đến bây giờ là hết lượt của con của Vũ Hùng. Thế bây giờ đến lượt các cháu. Cháu rể lớn nhất là gia đình nhà Hiền Nương, cầu Hiền Nương. Anh Nương và chị Hiền lên hái hoa. Không được, không cho. Bây giờ là phải là anh Nương và chị Hiền cơ. Mày bí bầu thì còn nhiều lắm, còn thể ở nhà đại được hai cái. Vâng, anh Nương đã được hai tròn. Tiếc quá. Có chạy đâu rồi? Nào, đề nghị anh chị đưa câu hỏi. Anh Nương lên trên này. Và cũng có thể là anh Nương mà được hai tròn này là anh ấy hát. Đề nghị chị Sinh đọc câu hỏi lên. Đúng à? Câu hỏi của anh Nương chị Hiền là trong mấy ngày Tết bạn có sướng không? Hãy kể từ ngày 29 và 30. Ôi trời ơi, đúng rồi, mà kể mình ra. Bây giờ nhá, tôi gợi ý à. Đây này, câu hỏi đi vào ý chính này là như thế này. Đấy, kể đi. Đúng câu hỏi đấy.
trong ngày 29 và 30 thực sự ra là 29 thì rất đẹp, nhưng 30 thì quá nhục. Ngày 30 là anh nói cụ thể. Thế thôi. Nhục gì cũng thể. Nhục bây giờ ai chả nhục. 30 thì rất buồn. Đúng ra hôm nay là bình sữa hình sơn. Câu này hai chọc ấy. Nói thực tế đi. Thôi. Câu này 20.000 đấy. Xin cầm đi. Thôi được rồi, sao anh Hiền 3 kiểu càng trưởng ấy. Thôi được rồi, Linh động. Tiếp theo là Tuấn Ngọc. Thế. Anh Thế. Thế Quyên. Rồi. Quyên đâu? Thế Quyên đang hái hoa. Rồi. Quyên mang hoa lên đây. Sao người nào mà cứ soi tiền trước nhỉ? Chả soi câu hỏi gì. Biết thằng nào. Nào. Anh Thế bốc được là 10.000. Hai chọc à? Hai chọc. Kiếm được kiếm rồi. Hơn cậu thắng rồi. Kiếm rồi. Câu hôn nhau thì chúng ta còn trẻ. Ôi trời ơi, ông này sợ lắm. Ôi trời ơi, 20 đéo ngon rồi. Đồ đâu, gạo cũng đâu. Đây đi bỏ bảo vệ lấy. Tất cả mọi người chú ý. Này, câu hỏi của anh nha Thế là hãy cầm cây son và tôi tô vào đôi môi của bạn thật đỏ quyến rũ. Tự mình tô cho mình. Tôi nói anh đi. Không qua được bởi vì là trong câu hỏi. Soi tâm bạn soi gương và tô son. Không, đây này câu hỏi. Xuống hết. Bảo vệ mà. Như mèo làm thế vậy. Tô một lần. Tô thật đỏ. Đây. Bây giờ là bạn đã lên đây chơi để có được 20.000 nó cũng là tiền cũng đơn giản đâu. Để 20.000 bây giờ nhá, bây giờ lại có một sự hoán đổi như thế này, anh Thế có thể đưa cho ai 20.000 thì người tô son. Đề nghị mọi người về chỗ, về chỗ. Chơi hết. Ai làm người chứ? Đây là cái đồ. Thế không được thì Thế phải chấp nhận. Rồi, chơi luôn. Phải nhớ là quyết không quan. Làm đẹp trai. Chuẩn. Đúng chưa? Cố lên. Cố lên. Rồi. Mọi người nhìn có quyến rũ chưa? Bình thường. Rồi, quyến rũ rồi. Không thì cũng giống ăn chơi rất là phết đấy. Có quyến rũ chưa? Rồi. 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 Sán luôn anh. Xong rồi rồi. Này anh về chỗ. Tiếp theo là tiếp theo xin mời gia đình nhà Tuấn Ngọc. Rồi cho Ngọc Tuấn Ngọc hái hoa. Hái hoa Tuấn Ngọc. Có hôn nhau đi đấy. Có nhau đi chứ. Ôi, năm nay mở thế. Nào, vợ chồng nhà Tuấn Ngọc là hái được một bao lì xì. Bình thường thôi, không nên run. 10.000 đồng. Tuấn đã đưa cho vợ các tiền. Đưa câu hỏi. Cái gì nhé cháu? Em ơi, bỏ 10.000 đây đấy. Anh bỏ cái câu hỏi của nhà Tuấn Ngọc là 39. Bỏ cái này, cái chạy luôn. Không đổi. Không đổi. Nhất rồi. À, câu hỏi như thế này. Quá hay luôn. Bạn hãy tự đứng một mình trên sân khấu, ngửa mặt lên trời cười cho to. Hôm nay bình thường. Nào bắt đầu à. Mọi người nhìn anh cấm cười. Nào. Nó thằng điên. Dở đâu. Chưa điên mà bình thường. Quá đáng. Quá đáng. Không ngon đâu. Đi 10.000. À, tiếp theo nhà Tuấn Ngọc.